Nguyên MC Dừa xin chào cả nhà. Hiện tại em đang có mặt tại khu vực của đường dẫn cầu Rạch Miễu 2, khu vực xã Bình Đức, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và hôm nay em sẽ cập nhật hình ảnh những trụ cầu ở đang được xây dựng tại khu vực xã Bình Đức này để làm cầu dẫn lên những trụ chính dây văng ở khu vực Tiền Giang ha. Gửi hình ảnh đến cả nhà cùng xem. Trước mặt chúng ta đây là phần ngã ba Bình Đức nè. Ở phần ngã ba Bình Đức này vẫn còn nhiều khu vực chưa giải phóng mặt bằng được ha. Và bây giờ em sẽ quay trở lại để di chuyển ra khu vực đường dẫn lên, đường dẫn chính của cầu Rạch Miễu 2 lên trụ chính dây văng ha. Chia sẻ tiến độ mới nhất gửi đến cả nhà. Và đoạn này là đoạn mở mới đó cả nhà. Đoạn này sẽ dẫn ra khu vực đến cầu Sồi Hộp, rồi dẫn tiếp tục lên những cái trụ cầu đang hình thành. Sau khi hoàn tất thì sẽ là đường dẫn lên hai phần trụ chính dây văng ha. Đây, khu vực này đã được san lấp mặt bằng rồi trải vải địa và đã tiến hành bơm cát cho khu vực này. Rồi em tiếp tục di chuyển ra khu vực ở đầu ngoài này gần với mí sông ha, chia sẻ tiếp với cả nhà. Và ở khu vực trước mặt chúng ta, ở đây em nghĩ là đang hình thành cái phần mố cầu để bắt dầm cầu qua khu vực của sông rạch Sòi Hộp này. Đây thì các anh đang tiến hành đập đầu cọc ha cho cái phần mố cầu này. Thì cái cầu Sòi Hộp này nằm trên rạch nhỏ ha, nên em nghĩ cầu này có gồm tầm khoảng 3 nhịp thôi. 3 nhịp cho dầm cầu ha. Đó. Và em tiếp tục di chuyển đi sâu vào trong để đến những cái phần trụ cầu ha. Em sẽ chia sẻ với cả nhà cùng xem coi có tiến độ gì mới trong ngày hôm nay hay không. Ở khu vực này vẫn đang tiến hành khoan cọc nhọt ha cho phần mố cầu nè, rồi trụ cầu B1, B2, B3. Đó, và em tiếp tục di chuyển ra phần. Đây là phần ống trụ khoan nhồi cho phần trụ B3 nè cái. Đó. Và bên phần trụ B4 thì các anh đang tiến hành đập đầu cọc ha. Này em chia sẻ gần hơn. Đây hôm nay thì có một đầu cọc vừa đập xong nên xe cẩu nè đã di chuyển phần đầu cọc dư đó
lên trên bờ. Thì nói về phần việc đập đầu cọc này, thì sẽ tiến hành khoan cọc nhồi ha, thì sẽ xúc rửa và tiến hành hạ lồng thép, rồi bơm bê tông. Thì bơm bê tông những cái phần chất dơ ở dưới sẽ đẩy lên, nằm ở trên cao hơn, thì cái phần tạp chất nằm ở trên cao nên không có đủ chất lượng, nên tiến hành sẽ đập đầu cọc và bỏ cái phần đầu ở trên cao này. Đó, và tiến đến là phần bệ trụ B5. Thì bệ trụ B5 này đang tiến hành lắp thép cho cái phần bệ trụ nè, và tiến hành lắp phần thép chờ cho thân trụ luôn. Các anh công nhân đang tiến hành làm việc ở khu vực dưới cái phần bệ trụ B5 này. Anh đã tiến hành lắp thép cho phần bệ trụ và thép chờ cho phần thân trụ tại khu vực B5. Rồi em sẽ tiếp tục di chuyển. Và bên phần trụ B6 này thì mấy hôm nay trời mưa rất là nhiều ha. Nước vào cái phần bệ trụ B6 nè. Ở đây thì bệ trụ này đã được đổ bê tông, phần bệ trụ đang tiến hành lắp thép để đổ bê tông cho thân trụ đầu tiên. Ở bên đây là phần bệ trụ B7, mưa nhiều quá nước ngập luôn rồi cả nhà. B8 thì đã chưa hình thành ha. Và trước mặt chúng ta đó phần bệ trụ B9 nè. B9 cũng đã hoàn tất cho việc đổ bê tông đốt thứ hai luôn. Rất là nhanh ha. Đây bệ trụ B9 đã hoàn tất việc đổ bê tông cho đốt thứ hai và sẽ tiến hành lắp thép cho đốt thứ ba. Rồi khu vực bên bệ trụ B10. B10 thì hiện tại xe cẩu đang hỗ trợ tháo ván khuôn đốt đầu tiên của thân trụ B10 hay xuống ha. Đây, chia sẻ cả nhà cùng xem. Hoàn tất đổ bê tông đốt thân trụ đầu tiên trên phần trụ B10 này. Và khu vực bên đây là phần trụ B11, nó mưa quá cả nhà nên hôm nay nước ngập phần bệ trụ này. Thì bệ trụ B11 đang tiến hành lắp thép rồi lắp ván khuôn cho được một thân trụ phía dưới nữa ha. Còn một thân trụ phía trên vẫn đang tiến hành lắp thép cho đầy đủ vào. Trụ B11 tiến hành lắp thép để lắp ván khuôn và đổ bê tông cho phần bệ trụ B11 phía bên bờ Bình Đức, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và đây là những cái thép đã được cuộn lại ha, tiến hành để làm ống vách khoan nhồi cho những phần ống cọc nhồi khu vực ngoài đây ha. Trụ B12, B13, B14, B15 vẫn đang tiến hành khoan cọc nhồi ở khu vực ngoài đây nè. Em sẽ ra khu vực gần phía bờ sông để cập nhật với cả nhà. Đây là đường khu vực giao với huyện lộ 864 ha. Tuyến đường dọc ven sông Tiền. Ở bên đây là những phần đang khoan cọc nhồi cho cái phần trụ B16, B15 ở gần phía bờ sông nè. Đó, các anh thì đang tiến hành lắp thép vào để sau khi khoan cọc nhồi xong thì sẽ hạ lồng thép và đổ bê tông ha. Và khu vực gần với phía bờ sông này vẫn đang tiến hành khoan những cọc nhồi. Em sẽ di chuyển ra khu vực này để chia sẻ cả nhà cùng xem. Thì ở đây đang tiến hành khoan cọc nhồi cho trụ B16 ha. Đây thì dàn khoan đang tiến hành khoan cho phần trụ B16. B17 thì ở dưới lòng sông, dưới mặt nước ha.
Hôm nay vẫn đang chờ như là chờ xà lan hay gì đó, thiếu xà lan để khoan những cọc nhồi ở dưới sông. Xem mời cả nhà cùng em xem thằng khoan cọc nhồi cho trụ B16 này, và phía ngoài thì các anh cũng đang tiến hành lắp lồng thép nè, nó lồng thép rất là to luôn, sẽ hạ lồng thép xuống khi hoàn tất việc khoan cọc nhồi và xúc rửa cái trong cái phần ống khoan cọc nhồi đó, và sẽ tiến hành hạ lồng thép và đổ bê tông. Và nãy giờ chúng ta cũng coi những cái phần trụ cầu đang được hình thành và xây dựng phía bên bờ của xã Bình Đức nè. Đó, thì phần cái đầu của đầu khoan đang rung lắc ha, để cho cái phần đất ở trong nó được rơi ra, và tiếp tục hạ cái đầu đó xuống khoan tiếp tục đến cái phần độ sâu cần thiết. Rồi bây giờ em cũng sẽ di chuyển lại khu vực phía bên trong bờ một lần nữa để gửi hình ảnh đến cả nhà cùng xem.